À, câu hỏi đầu tiên, tổng chi phí du học ban đầu là bao nhiêu, có đắt đỏ không, đi tự túc hay là có học bổng và đi qua trung tâm nào? Google là tên của mình trong tiếng Nhật, Egao nghĩa là nụ cười. Xin chào tất cả mọi người, mình là Google Egao. Ohayo gozaimasu. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ là một video Q&A trả lời, giải đáp tất tần tật những thắc mắc về du học Nhật Bản. Trước khi bắt đầu vào trả lời câu hỏi mà mọi người đã đặt ra cho mình thì mình sẽ nói sơ qua về hành trình du học của mình để mọi người hiểu rõ hơn. Mình đến Nhật tính đến nay là khoảng hơn 3 năm và hiện tại đang là du học sinh tại trường Sendai Gaigo Ando Business ở Semogakko, là một trường về ngôn ngữ và kinh doanh. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, à cũng không thơ lắm, nhưng mà là vào năm lớp 11. Mình bắt đầu nung nấu ý định là sẽ đi du học, nhưng mà chưa biết du học ở nước nào, du học ở đâu. Thì đúng thời điểm đó luôn, mình lại đọc được một series các quyển sách giới thiệu về du học. Mình đã đọc về du học Mỹ nè, rồi du học Nhật. Thì khi mà đọc về du học Nhật Bản á, mình lại tìm được nhiều điểm tương đồng giữa Nhật Bản với bản thân mình. Thì người đầu tiên mà mình biết đến khi tìm hiểu về du học Nhật là cô Du Hằng. Khi mà biết đến cô Du Hằng thì mình theo dõi Facebook của cô một thời gian dài. Thì mình dần dần có cái nhìn rõ nét hơn về việc du học Nhật Bản. Sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, mình quyết định là sẽ chọn học tiếng Nhật và làm hồ sơ đi du học ở trung tâm Yoko Hồ Chí Minh, nhập học tiếng Nhật ở Yoko vào tháng 7 năm 2016. Và song song đó là mình làm hồ sơ đi du học luôn. Đến tháng 10 năm 2016 là mình có được N5. Đến tháng 2 năm 2017 là mình chính thức có COE, là có tư cách lưu trú ở Nhật và đậu N4. Đến tháng 4 năm 2017 là mình đặt chân đến Nhật và bắt đầu hành trình du học của mình. Thông thường theo hình thức du học tự túc như bình thường á thì mọi người sẽ phải mất 1 năm rưỡi đến 2 năm học tại trường Nhật ngữ ở Nhật Bản. Sau đó thì mới thi vào đại học cũng như là hoặc là trường Semon ở Nhật. Hoặc nếu như bạn nào có bằng đại học ở Việt Nam rồi á thì sau khi kết thúc 1 năm rưỡi đến 2 năm học tại trường Nhật ngữ, các bạn có thể xin đi làm luôn ở Nhật nếu như mà tìm được một ngành phù hợp cũng như là năng lực có đủ khi mà phỏng vấn xin việc thì các bạn có thể đi làm luôn. Rồi, bây giờ sẽ đến phần được mọi người mong đợi, đó là phần trả lời những câu hỏi mà mọi người đã gửi đến cho mình ở Instagram. Thì mình sẽ nhìn vào đây nha, chứ mình không thể nào nhớ được. Câu hỏi đầu tiên, tổng chi phí du học ban đầu là bao nhiêu, có đắt đỏ không, đi tự túc hay là có học bổng và đi qua trung tâm nào? Đầu tiên là mình đi du học hoàn toàn tự túc 100%. Và cũng như mình chia sẻ ở trên rồi đó, là mình học tiếng Nhật và làm hồ sơ ở trung tâm Yoko. Tiếp theo là chi phí cho việc du học. Đầu tiên là về tiền học tiếng Nhật, một khóa học N5 của mình là khoảng 5 triệu. Mình học cả N4 nữa nên tổng cộng là sẽ mất 10 triệu cho tiền học tiếng Nhật ở Việt Nam. Tiếp theo là tiền đặt cọc cho trung tâm Yoko là 20 triệu. Thì tiền này sẽ được hoàn trả lại cho mình khi mà mình nhận được kết quả visa, hoặc là sẽ chuyển một phần qua cho việc mua vé máy bay khi mà mình sang Nhật á. Còn lại thì sẽ được hoàn trả lại hết. Lưu ý là tiền này không phải là chi phí cho trung tâm nha, mà chỉ là tiền đặt cọc thôi, và mình sẽ được nhận lại sau khi mà mình có kết quả visa. Tiếp theo là tiền đăng ký thi năng lực tiếng Nhật, tiền xin visa, tiền xác nhận bằng cấp, rồi tiền chuyển phát nhanh hồ sơ sang Nhật vân vân, thì khoản tiền đó sẽ rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi. Một khoản tiền tiếp theo rất 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 quan trọng mà các bạn khá là quan tâm, đó là tiền học phí ở trường Nhật ngữ. Thì khoản tiền học phí này sẽ rơi vào khoảng 130 triệu đến 180 triệu tùy theo từng trường, cho một năm đầu tiên nha. Nhấn mạnh là một năm đầu tiên. Riêng với mình thì học phí trường ARC Tokyo năm đầu tiên là khoảng 175 triệu, năm thứ hai là khoảng 155 triệu. Sau đó khi mà sang Nhật á, thì mình mang theo tiền mặt khoảng 30 triệu cho một tháng đầu tiên khi mà chưa có công ăn việc làm, rảnh rỗi, ăn hàng vỡ không.
Riêng về tiền ký túc xá và tiền nhà ở thì tùy mỗi người mỗi khác, cho nên là khoản tiền này mình sẽ không tổng hợp vào. Tổng cộng lại khoản tiền mà mình mất cho việc đi du học ở một năm đầu tiên đó là khoảng 195 triệu đến 245 triệu. Về vấn đề học phí á, thì mỗi trường sẽ có một mức giá khác nhau, rồi còn tùy vùng nữa, nên là mình nghĩ là chắc là cần khoảng 160 triệu là đã có thể đi du học Nhật Bản rồi. Thì sẵn đây có một bạn cũng nói là cho em xin review về trung tâm Yoko. Như ở trên mình có chia sẻ thì chắc là mọi người sẽ không cần nghe mình khen ngợi gì quá nhiều nữa. Nhưng mà ở đây mình sẽ nói về những điểm mà mình cảm thấy hài lòng khi học tiếng Nhật cũng như là làm hồ sơ tại Yoko. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình thôi nha. Đầu tiên là Yoko cam kết với mình là sẽ có được N4 từ con số 0. Mình nghĩ là để thực hiện được cam kết này á, thì ngoài việc giáo viên ở trung tâm giảng dạy hết mình ra thì tụi mình cũng cần phải nỗ lực, cũng như là tùy theo năng lực và cố gắng của mọi người đó. Nhưng mà đúng thật là mình từ một con số 0 trong tiếng Nhật, mình đã có được N4 trước khi mình sang Nhật. Tiếp theo là trung tâm miễn phí 100% phí xử lý hồ sơ cũng như là tư vấn, thế nên mới nói là mình tiết kiệm được một khoản. Tiếp theo là tỷ lệ đậu COE của trung tâm Yoko khá là cao, phải nói là nằm trong top. Mình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi mà mình làm hồ sơ tại trung tâm. Ngoài ra thì Yoko cũng có liên kết với hơn 200 trường Nhật ngữ tốt nhất Nhật Bản, thế nên là mình sẽ được tư vấn học ở một môi trường giáo dục tốt và phù hợp. Có bạn cũng hỏi mình là cách chọn trường Nhật ngữ của mình như thế nào. Thì là mình nhớ là sau một buổi nói chuyện với cô Du Hằng, lúc đó là cô Du Hằng trực tiếp tư vấn cho mình về việc chọn trường Nhật ngữ, thì cô nói là hồ sơ của mình cũng như là điều kiện của mình khá là phù hợp với trường ARC. Mình tìm hiểu thêm bằng việc là hỏi qua những anh chị đang học tại trường chẳng hạn, thì mình quyết định là mình chốt sổ mình đi trường đó. Đó, chỉ vậy thôi. Ngoài ra thì Yoko cũng có ký túc xá gần trung tâm cho những bạn ở xa nữa, cho nên là những bạn nào ở xa giống như mình ở tận Đồng Tháp lên Sài Gòn học á, thì cũng không phải lo trở ngại về việc chỗ ở hay là địa lý. Câu hỏi tiếp theo, du học Nhật cần điều kiện như thế nào? Học bạ điểm thi trung học phổ thông quốc gia có ảnh hưởng gì đến việc du học hay không? Đầu tiên là các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Điểm học bạ hay là điểm thi trung học phổ thông quốc gia có ảnh hưởng gì đến việc đi du học hay không? Các bạn cần phải có điểm GPA, tức là điểm tốt nghiệp trung bình á, là phải từ 6.0 trở lên. Một điều đáng lưu ý nữa đó là kể từ thời điểm mà các bạn tốt nghiệp cho đến khi mà làm hồ sơ đi du học là không quá 5 năm. Ví dụ như tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tốt nghiệp đại học, thì kể từ tính từ thời điểm đó cho đến khi mà làm hồ sơ thì không được quá 5 năm. Tiếp theo là về năng lực tiếng Nhật thì các bạn cần có bằng N5, tối thiểu là N5 để có thể đậu phỏng vấn với trường Nhật ngữ cũng như là hoàn thiện hồ sơ, làm hồ sơ để mà nộp lên cục xin tư cách lưu trú. Câu hỏi tiếp theo mình cũng được khá là nhiều các bạn hỏi, đó là công việc làm thêm tại Nhật có đủ chi trả sinh hoạt phí và học phí hay không? Theo quy định của Bộ Lao động Nhật Bản thì du học sinh sẽ được đi làm thêm tối đa 28 tiếng một tuần. Với tiền lương, mức lương trung bình tùy từng vùng và tùy từng công việc sẽ có mức lương khác nhau, khoảng từ 900 yên cho đến 1.200 yên một giờ. Mỗi tháng sẽ kiếm được khoảng 10 man cho đến 14 man, sắp xỉ tầm đó. Với mức thu nhập này, các bạn sẽ hoàn toàn có thể chi trả được sinh hoạt phí của mình. Giống như hiện tại mình tự chi trả được mọi thứ hết, không cần phải nhận tiền từ gia đình hàng tháng. Nhưng mà riêng về tiền học phí á, thì nếu như mà tuân thủ đúng theo luật là làm 28 tiếng một tuần á, các bạn sẽ chỉ tiết kiệm được một chút ít thôi để có thể phụ giúp ba mẹ trong tiền học, chứ các bạn sẽ không thể nào chi trả hoàn toàn 100% học phí được. Tại trung tâm Yoko thì các bạn học sinh sẽ được hỗ trợ tìm công việc làm thêm ngay khi mà còn ở Việt Nam luôn, cho nên là nếu như mà các bạn đủ khả năng và nhận được sự hỗ trợ của trung tâm á, khi mà vừa đến Nhật là các bạn hoàn toàn có thể đi làm luôn. Về vấn đề mà tìm việc làm này á, thì mình
không có một cái kinh nghiệm gì quá to tát hết. Đơn giản là mình cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng khi mà mình gọi điện thoại cũng như là khi mình đến trực tiếp phỏng vấn, và thể hiện cho tên trồ hay là người phỏng vấn mình thấy được là mình là một người năng nổ nhiệt tình, mặc dù là tiếng Nhật của mình vẫn chưa phải là tốt lắm, chưa phải là hoàn hảo lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng thật nhiều trong lúc làm á, thì chắc chắn là sẽ tìm được việc. Mình tự gọi điện phỏng vấn McDonald's nè, rồi siêu thị nè, rồi quán cà phê. Nói chung là mình thấy ở đâu mà dán bảng thông báo tuyển người là mình nốt lại số điện thoại mình gọi luôn. Nhưng mà hầu hết là đều bị từ chối vì lúc đó nói chuyện tiếng Nhật vẫn còn bập bẹ lắm. Sau rất là nhiều lần đi phỏng vấn và bị từ chối thì mình về mình liệt kê hết tất cả những câu hỏi mà mình đã được hỏi ra. Mình soạn sẵn hết những câu trả lời cho những câu hỏi đó. Thì khi mà đến phỏng vấn á, mình nghe loáng thoáng câu hỏi nào mà giống với phần chuẩn bị của mình là mình tuôn một tràng. Mình nói, tại vì mình đã luyện rất là nhiều ở nhà rồi, nên là mình nói rất là trôi chảy. Thế là cuối cùng được nhận và có việc. Cuối cùng là một câu hỏi được quá trời quá đất các bạn hỏi luôn, đó là khoảng thời gian đầu khi mà đến Nhật thì gặp những khó khăn gì, cũng như là trong quá trình sống ở Nhật thì gặp khó khăn gì. Mình nghĩ chắc là khi mà trước khi mà bước vào một con đường nào đó, mọi người thường hay quan tâm đến việc là trên con đường đó có trở ngại, có chướng ngại vật hay là có khó khăn gì. Thì từ kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, mình sẽ thông báo trước với mọi người. Chắc chắn là mọi người cũng sẽ trải qua những khó khăn đó thôi, nhưng mà nếu mà có sự chuẩn bị trước thì vẫn sẽ tốt hơn. Đầu tiên là về khó khăn khi mà mới đặt chân đến Nhật. Cảm giác đầu tiên của mình đó là mình thấy mình bị cô lập với mọi người. Mình không hiểu người ta nói cái gì, mà nhiều khi mình hiểu được tầm 30-50% thôi mà mình cũng không thể trả lời được. Lúc đó là mình loát rất là chậm luôn á. Mình giống như là một cành hoa dại bên lề đường vậy đó. Mình chỉ còn cách là mình nghe ngóng người ta thật nhiều thôi. Nghe ngóng xong rồi xem trong câu chuyện đó người ta đang nói về một vấn đề gì, mình cố gắng hiểu hết mức có thể. Hoặc là lúc đó mình hay lên trên YouTube á, mình xem những đoạn video phỏng vấn đường phố của người Nhật á. Tại vì khi mà phỏng vấn đường phố á thì người mà được phỏng vấn người ta trả lời một cách rất là đời thật á, chứ không phải là lý thuyết nữa. Tiếp đến là về khó khăn trong khoảng thời gian sống ở Nhật. Nếu như mà nói về khó khăn về tiền bạc, về học tập, về công việc thì nó quá bình thường rồi, nó quá tầm thường rồi, nó không có gì đáng để mình than thở hết. Khi mà mình sống ở Nhật được khoảng 6 tháng trở lên á thì mình bắt đầu cảm nhận được là cuộc sống của mình nó rất là cô đơn. Mặc dù nó bận rộn nhưng mà lại vô cùng cô đơn luôn. Mình căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mình căm ghét những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình lúc đó. Và mình chỉ muốn là bỏ hết để mình đi về thôi. Mình ghét Nhật, mình ghét những người mình phải gặp hàng ngày. Đến cả việc là tan làm lên tàu điện, nghe âm thanh của tàu điện thôi cũng làm cho mình cảm thấy tức giận và uất ức. Tại sao nó trở thành một bước ngoặt để đưa mình đến cuộc sống của ngày hôm nay? Đó là mình, khi mà mình đứng ở ranh giới của việc từ bỏ giấc mơ du học, từ bỏ việc du học Nhật, tự dưng mình lại nhìn về tương lai của mình. Mình không nhìn ở những thứ ở thực tại nữa. Những thứ đó làm mình quá chán chường, quá mệt mỏi rồi. Mình nhìn về tương lai, mình nghĩ là một năm sau, 2 năm sau, 5 năm sau, nếu như mình tiếp tục con đường này thì mình sẽ như thế nào? Và nếu như mình bỏ dở nó, mình không tiếp tục nữa thì mình sẽ như thế nào? Tự dưng khi mà mỗi ngày đều nghĩ về tương lai và nhìn về tương lai như vậy á, giúp cho mình nhận ra là mình phải tiếp tục, mình phải nỗ lực, vì đây không phải là khó khăn duy nhất mình gặp khi mà mình sống trên cuộc đời này. Sau này còn rất nhiều thứ đang chờ đợi mình ở phía trước nữa. Chẳng lẽ mỗi lần mình gặp khó khăn mình lại quay đầu, mỗi lần mình gặp khó khăn mình lại bỏ chạy, vậy thì mình sẽ đi đến đâu? Thế là mình tiếp tục
cho đến ngày hôm nay. Mình hy vọng là mọi người cũng sẽ nhìn thấy được giá trị thật sự mà các bạn cần phải cố gắng để đạt được là những gì. Rồi, vậy thì những chia sẻ của ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và ngồi nghe mình luyên tha luyên thuyên. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.